Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phần 11, phỏng vấn đặc biệt kỹ sư Đỗ Như Điền để tìm hiểu về một di sản lớn của nền đệ nhất Cộng Hòa qua tác phẩm Chính đề Việt Nam. Chương trình do Phạm Bá Hân thực hiện. Thành thế là họ phải ông này trong một cái phái đoàn của bác sĩ Mỹ, đúng không? Bác sĩ này mà cách đấy cũng 20 năm đi sang 10 năm Trung Quốc trong phái đoàn của bác sĩ Mỹ đi sang giúp cái phẫu thuật về tim mạch dạy cho Trung Quốc ở bên đó. Thì ông ấy thân với ông bác sĩ đại tướng ở cái bệnh viện 301 Bắc Kinh này. Thì hỏi thì ông mới nói thật là thực sự họ sang đây cần học cái suy nghĩ của người Mỹ. Vâng, cái tư duy, cái sắp đặt của người Mỹ cũng như người Âu Châu đúng ra nó là dựa trên khoa học và dựa trên cái chính xác, dựa trên cái con số. Nhất là khi bây giờ người ta, từ khi mà cái ngành điện toán, ngành computer nó phát triển, anh chỉ thấy có con số 1, con số 0. Mà nó biến thiên vạn dặm, anh thấy không? Thì đó là những cái con số và nó có con số. Thành ra bây giờ nếu mà cái gì cũng có con số thì muốn hiểu nó ra thì hiểu, muốn uyển chuyển nó ra thì uyển chuyển thì đâu có được. Thì mà theo anh á, thì cá nhân có thể luyện được không? Tại vì các được chứ anh, là bây giờ được, phải trong đời sống hàng ngày á, cái này thì tôi xin nói luôn thế này, tất cả xã hội là nó từ con người, phải không anh? Xây dựng xã hội cũng từ con người. Nếu một con người mà thay đổi thì xã hội mới thay đổi. Con người không thay đổi sao xã hội thay đổi? Từ con người thay đổi, con người cho đến gia đình, cho đến cộng đồng nhỏ, cho đến làng mạc, cho đến quận hạt, cho đến tỉnh, cho tới quốc gia. Nếu con người mà đứng ở một chỗ thì sao thế quốc gia thay đổi được? Do đó con người phải thay đổi và cái sáng kiến của mỗi con người. Anh thấy tất cả những cái sáng kiến của nhân loại đều phát sinh từ những con người đặt vấn đề. Đặt vấn đề và tìm cách giải vấn đề đó. Nếu mà không có những cái người đặt vấn đề rồi không tìm cách giải vấn đề thì nó cũng với. Thành khi họ đặt vấn đề, họ thắc mắc vấn đề thì họ tìm cách giải vấn đề. Và khi giải vấn đề rồi thì họ không ngừng tại đó. Họ sẽ tìm tiếp nữa và cứ như vậy mà nó tiến mãi. Thành ra tôi nghĩ rằng những cái này đều là những cái rất là phổ thông khi mình học hay là mình áp dụng vào cái đời sống xã hội, đời sống chính trị cũng vậy thôi. Cái ông đại tướng là ông còn tiếp tục ông như thế này, tức là bây giờ nó thấy thực sự Trung Quốc thì cũng đang bị kìm kẹp vào trong chế độ cộng sản, nhưng mà nó cũng có những tiến bộ và nó nhiều khoa học rất nổi tiếng, là tự nó rèn luyện cái này. Thì ông mới nói như thế này, những người đó đã khám phá ra cái sự khám phá cái chìa khóa thành công của người Mỹ, những người mà đi học bên Mỹ đó, là lối tư duy của họ khi tiếp cận vào vấn đề. Người Mỹ đi thẳng vào sự việc, nhìn vấn đề từ nhiều khía cạnh, có khi tư tưởng hay lối tư duy tất khác biệt, không theo lối mòn hay lề trái lề phải, bật ra ngoài khuôn mẫu để giải quyết tận gốc mà không phải không đánh trống bỏ dùi khi công việc còn dở dang. Vâng, cái đó thì tôi thấy ông ấy nhận xét như vậy thì quá đúng rồi. Và mình là người Việt Nam thì mình lại càng thấy rõ hơn. Là tôi lấy một cái thí dụ cụ thể đi. Anh nhớ là trong triều Nguyễn có ông Nguyễn Trường Tộ. Ông ấy được đi Tây. Ông ấy học hỏi và ông tìm hiểu được chuyện này chuyện kia, về thì ông viết bao nhiêu cái bản điều trần gửi cho vua chúa triều Nguyễn. Nhưng mà quan chức thời đó là có cái định hướng là theo Khổng Mạnh. Thành ra cho rằng cái chuyện này nó hoang đường, nó không đúng như vậy. Thành ra dẹp hết. Đấy. Thì ngay cả những cái mà ông ấy đưa ra hết sức là cụ thể, tôi lấy thí dụ ông bảo ngay cái thời đó là đốn đi một cây để lấy gỗ thì phải trồng một cây mới. Thế được bảo vệ rừng, ông Nguyễn Trường Tộ ông biết như vậy. Phải yêu cầu trồng một cây mới. Thế rồi ông bảo là bây giờ đánh bắt cá đó, thì phải chừa những con cá nhỏ đó, để nó sinh sản chứ. Thế những cái chuyện đó là những cái chuyện bên Tây Phương người ta làm được, thế nhưng mà bên Á Châu mình cũng làm được. Đấy. Mà cho đến bây giờ nó vẫn như vậy thôi, không thay đổi.
Thế thì đó là những cái mà cái định kiến và cái người ở cái xã hội Âu Châu ấy, đặc biệt ở Mỹ, mình thấy rất là rõ cái chuyện đó. Yeah. Rất là rõ. Người ta con cái 18 tuổi là nó phải tự lập. Nếu không tự lập, đôi khi bố mẹ còn phải ép đó để nó tự lập được. Và chính cái đó nó tạo cho cái đứa bé nó phải phấn đấu. Vâng. Nó phấn đấu, nó thoát ra khỏi cái khung cảnh của gia đình, cái nếp sống của bố mẹ nó như vậy. Bây giờ nó muốn đi xa hơn bố mẹ nó. Mà muốn đi xa hơn thì nó phải cố gắng. Yeah. Trong cái xã hội Việt Nam mình á, thì bố mẹ giàu có cho con cái tất cả và muốn nó đi theo con đường mình đi. Vâng. Con đường mình đi, con đường nó hẹp, không muốn cho con mình nó thoát ra. Đó. Thành nó vẫn chậm tiến. Thì đó là những cái mà bây giờ nếu mình đọc cuốn sách ấy, thì những cái này tuy là không phải chi tiết nhưng mà tổng thể nó đều có mở ra những cái đề nghị rất là cụ thể như vậy. Vâng. Tức là bây giờ thì mỗi cá nhân đó, thì phải luyện được cái nguyên lý đó. Vâng, rồi phải vâng. Phải luyện cái tính khí đó. Vâng. Ông vâng. Đề cập đến cái tính vâng, khí. Cái tính khí của người Việt Nam mình so sánh với người Âu Châu thì nó thấy rất là rõ. Nặng tình cảm. Vâng, đúng rồi. Yeah. Nặng tình cảm nhưng mà lại dễ bắt bẻ. Dễ nhìn người khác và soi mói người khác. Vâng. Không có tự nhìn mình. Đó là một những cái tính xấu, tôi cho vậy là một cái tính xấu. Vì vậy không có cởi mở và thấy người khác hơn mình thì mình dìm họ lại, mình ghen tức. Vâng. Thay vì mình cổ võ, mình giúp, mình hoan hô. Vâng. Thì những cái đó là những cái phải thay đổi thôi. Tức là những cái đó là những cái tính khí đều làm khựng lại cái tiến triển, cái phát triển của dân tộc. Dạ. Yeah. Yeah. Thưa anh, nhiều người khán giả rất là thích khi mà được đề cập đến những cái viễn kiến chính trị của ông Ngô Đình Nhu thời đó. Vâng. Để xem là hồi đó ông đứng nhìn như nãy anh nói, ông đứng bên trên nhìn xuống một cách bao quát và ông cũng như ông thấy rõ, ông căn cứ vào những cái yếu tố lịch sử chứ không phải là thầy bói hay là ông là nhà khoa học hay nhà tướng số gì hết, không phải nhà tướng số hay là nhà chiêm tinh gì, nhưng mà ông đã đưa ra những viễn kiến hồi đó như những lời tiên tri. Thì bây giờ sau bao nhiêu năm rồi, kia là sáu chục năm rồi, 56 năm. Thì bây giờ người ta nhìn thử lại xem là nếu mà bây giờ ông là một người tài giỏi, một nhà lãnh đạo, cái năng lực của ông ấy, thì bây giờ ta sẽ so sánh lại bây giờ thì nó có xảy ra đúng hay không? Hay là hồi nãy đấy giờ mình cũng đã nói qua thì tôi xin được vâng, vài cái điểm lại. Điểm vâng. Chính thôi. Vâng. Cái điểm mà quan trọng thứ nhất mà ông nói tới đó là cộng sản. Dạ. Như hồi nãy tôi đã nói là ông Nhu ông đoán trước là khi nào mà nước Nga đạt được cái mục đích phát triển đất nước, giải quyết được vấn đề kinh tế thì họ sẽ vứt bỏ cộng sản. Yeah. Mao Trạch Đông cũng vậy. Yeah. Chỉ có Việt Nam thì yeah. vẫn ôm. Thì cái chuyện yeah. đó nó bây giờ nó vẫn đang như vậy, nó không xảy ra. Nga đã bỏ cộng sản nhưng bây giờ có một cái mà ông Nhu lúc đó nói nó chưa rõ. Tôi nói là chưa rõ nhưng mà nếu mình nhìn đọc kỹ nó cũng có ngoài này. Đó là nó bây giờ nó biến thiên thành độc tài. Yeah. Thì cái khuynh hướng thế giới bây giờ nó đang đi tới độc tài. À, độc tài nó có hai loại độc tài cá nhân và độc tài tập thể. Cái độc tài cá nhân á thì nó sẽ bị tàn lụi khi mà cái nền dân chủ nó tiến lên, khi mà thế giới tiến lên. Thì những cái chuyện này trong sách cũng đã nói tới. Cộng sản tàu nó đi từ độc tài cá nhân đó, rồi nó qua một giai đoạn độc tài tập thể, bây giờ nó đi trở lại độc tài cá nhân đó. Đấy thành nó đang luẩn quẩn. Trong khi ấy một số nước chậm tiến như ở Nam Mỹ, ở Phi Châu thì bây giờ nó đang từ cái nước nô lệ chậm phát triển, bây giờ nó đang ở giai đoạn độc tài. Và đa số một nửa là độc tài cá nhân, một nửa độc tài tập thể. Thí dụ cụ thể là Venezuela là một nước giàu có, lẽ ra nó phát triển dân chủ thì nó có độc tài cá nhân. À, thì anh Chavez là độc tài cá nhân.
thì đã bị diệt. Bây giờ độc tài Maduro thì trước sau gì nó cũng sẽ tiêu thôi. Đó. Thì thằng Việt Nam nó quỷ quyệt hơn là nó độc tài tập thể. Đó. Nhưng mà Nguyễn Phú Trọng bây giờ cũng đang độc tài cá nhân vậy. Yeah. Thành ra những cái tiên đoán của ông Nhu đấy là nó dùng, thứ nhất là nó dùng cộng sản như một phương tiện để giải quyết vấn đề kinh tế của đất nước. Và nếu thành công thì nó sẽ vứt bỏ. Nhưng mà nhiều nước chưa thành công. Kính thưa quý vị, VTV sáng nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng kính mời quý vị đón xem phần 12 và 13 của cuộc phỏng vấn kỹ sư Đỗ Như Điện vào Chủ nhật 15 tháng 12 2019 vào lúc 11 giờ sáng giờ Hoa Thành Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VTV xin email về vatvnews@gmail.com. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Ho ho ho, happy holiday. Teletron tưng bừng đại hay giá. Shampoo dược thảo chống rụng tóc made in Korea 3 chai 38 đồng. Cao hồng sâm đại hàn 2 chai 48 đồng. Máy xoa bóp bằng tay Osaki 68 đồng. Máy massage vai cổ 78 đồng. Nồi cơm điện Tiger làm tại Nhật 88 đồng. Ghế massage Okuyama làm tại Nhật tốt nhất thế giới. Hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi chỉ 159 đồng một tháng. Trả góp 5 năm không tiền lời hoặc cashback lên tới 1.000 đồng. Happy holiday. Teletron đặc biệt giới thiệu mặt nạ trị liệu và dưỡng da cao cấp Cell Return LED Mask Made in Korea, ứng dụng nghiên cứu y khoa của NASA giúp tái tạo tế bào da, trị mụn nám, xóa vết nhăn, căng da mặt rất an toàn hiệu quả. Giá 2.000, sale 1.598 đồng, trả góp không tiền lời. Nệm cứng chống đau lưng Lamborghini 117 đồng một tháng, giường ngủ bàn ăn Sofaya 100% made in Italy, bớt đến 40% off, trả góp 5 năm không tiền lời hoặc cashback lên tới 1.000 đồng. Ghế massage Osaki giá 7.000, sale 3.888 đồng, máy dung tan mỡ giảm cân Dr. Fuji đời mới 2020 chỉ 2.998 đồng. Teletron Washington DC trong khu Eden 703-237-8999. Kinh nghiệm, những kết quả của quý vị đã giúp đỡ rất là nhiều cho Vân, cũng như là đem cái giá trị bài thuốc nghệ thật là vô cùng quý giá trong những ngày hôm nay. Một thứ nghệ thôi, uống thuốc, uống mật nghệ, sau khi sổ độc là nó có thể là hồi phục sức khỏe trên rất là nhiều các cái chứng bệnh nan y khác nhau. Các bệnh nhân có thể liên lạc với nhà phát minh Vân Nguyễn 703 754 7299.